Xin chào các bạn, tôi là Việt Rhino và đây là chương trình học Rhino cùng Việt. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn lại cái mô hình vô lăng tàu thủy bằng bộ công cụ Circle. Trước tiên chúng ta sẽ nói về bộ công cụ Circle. Nhiệm vụ bộ công cụ Circle cho phép các bạn vẽ một cái đường tròn. Nghe nhiệm vụ rất đơn giản nhưng bộ công cụ Circle được sử dụng rất nhiều trong thao tác vẽ của các bạn. Để vẽ một đường tròn thì chúng ta có thể sử dụng Circle cách các bạn chọn vào Circle, cái nút button Circle ở trên thanh tab 3, hoặc các bạn có thể gõ lệnh Circle ở trên lệnh command line. Mặc định chương trình nó sẽ vẽ một cái đường tròn với tâm và bán kính của đường tròn. Có nghĩa là khi các bạn chọn Circle này, nó sẽ yêu cầu các bạn chọn tâm, tôi sẽ chọn tâm 0 và nhập vào một cái bán kính của đường tròn thì nó sẽ vẽ cái đường tròn đó cho các bạn. Hoặc là các bạn chọn một điểm bất kỳ nào đó trong không gian để vẽ một đường tròn. Tôi nhập tọa độ 0, tâm của tôi là 0, bán kính của tôi là 200. Thì nó sẽ vẽ được một đường tròn với đường kính là 400. Khi các bạn chọn lệnh Circle, trên thanh Command nó sẽ xuất hiện những cái tùy chọn khác. Thì ở đây, Deformable là chúng ta sẽ quay trở lại cái Degree và Bond cao. Cái Degree và Bond cao tôi đã nói ở trong cái phần Cover rồi ở bài trước. Các bạn có thể xem lại ở trong phần Cover. Vertical là đứng thẳng lên, là dựng đứng lên. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao là khi các bạn chọn lệnh để vẽ một cái đường tròn, mặc định của nó sẽ vẽ một cái đường tròn song song với cái mặt làm việc của mình, hay còn gọi là C-plane á. Thì bây giờ tôi muốn dựng đứng nó lên, vuông góc với cái mặt mà chúng ta đang làm việc. Chúng ta chọn Circle này. Chúng ta sẽ bật tùy chọn Vertical bằng cách nhấp vào nó. Ok. Chọn tâm, cũng chọn tâm và bán kính. Thì khi đó nó sẽ dựng một cái đường tròn vuông góc với cái mặt C-plane mà chúng ta đang làm việc. Ta nhấn Shift để song song với trục X hoặc là Shift song song với trục Y. Trên F4 xem hướng nhìn 3D làm thì nó sẽ vuông góc với cái thằng C-plane mặt OXY này. Bên cạnh đó nó sẽ còn là True Point, sẽ cho phép các bạn vẽ một cái đường tròn bằng hai điểm. Này là đường kính ha, hai điểm nó sẽ sử dụng đường kính để nó vẽ. Kế tiếp là tree point thì là 3 điểm. Bên cạnh đó là tangent. Tangent nó sẽ vẽ một cái đường tròn đi theo tuyết tuyến của cái cover. Tôi sẽ chọn điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Thì nó sẽ vẽ đường tròn đi theo hai cái điểm này tiếp tuyến ha. Tiếp tuyến của cover. Hoặc các bạn có thể chọn điểm bắt đầu, chọn tangent này. Điểm bắt đầu nằm ở trên đường cover tròn bên này và điểm kết thúc nằm bên đường cover bên này. Các bạn xem thì khi đó các bạn di chuyển chuột thì nó sẽ chạy theo tiếp tuyến của hai cái đường tròn to của mình. Hoặc các bạn có thể vẽ tiếp tuyến của hai đường cover. Tôi vẽ cover này. Hai đường cover của tôi có hai hình dạng khác nhau. Tôi muốn vẽ một đường tròn theo tiếp tuyến của hai cover này. Ta sẽ chọn Circle, Tangent, chọn điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Đó là Tangent. Họ ra Cover sẽ cho phép các bạn vẽ một cái đường tròn xung quanh một cái Cover. Và cái đường tròn mà các bạn vẽ nó sẽ vuông góc với cái đường tiếp tuyến tại cái điểm mà các bạn chọn. Hay, tôi chọn ra Cover nè. Chọn Cover tôi cần muốn vẽ, điểm tôi cần vẽ nè. Thì nó sẽ vuông góc với cái đường tiếp tuyến ở đây các bạn. Ở đây khi các bạn chọn thì nó sẽ vẽ, nó sẽ có một cái đường tiếp tuyến này. Tại cái điểm này nó sẽ giống ra các bạn một đường tiếp tuyến. Thì nó sẽ vẽ cái một cái đường tròn vuông góc với cái đường tiếp tuyến tại cái điểm mà các bạn đã chọn. Từ đó chúng ta sẽ vẽ được một cái đường tròn xung quanh một cái khu vực. Fit bond nó sẽ dựa vào những cái điểm bond của mình và nó sẽ tính toán làm sao những cái điểm bond nó trở thành cái điểm control bond của một cái đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một vài điểm bond và chúng ta sẽ sử dụng cái điểm bond này tạo đường tròn. Đó là phần lý thuyết của cái cover. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài thực hành của chúng ta là dựng cái vô lăng tàu thủy.
Đây chúng ta phải hình dung ra được cái cách vẽ như thế nào rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp ha. Ở đây về cái cạnh ngoài của mình á, mình sẽ chọn mình tạo thành hai cover trên dưới để tạo độ dày. Cái cung phía ngoài của cái tay á, nói chung là dạng cung tròn, thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn đi qua 3 điểm. Tại vì sao mình sử dụng đường tròn đi qua 3 điểm? Thì nếu mà đường tròn đi qua 2 điểm á, thì nó sẽ là vẽ theo cái đường kính. Thì cái cung tròn ngoài này nó sẽ ăn theo một nửa đường tròn này, nó sẽ không đẹp. Chúng ta chỉ cần lấy một ít thôi. Ở trong này cũng vậy. Cái đó chúng ta sẽ tạo được cái vòng tròn vô lăng này. Những cái tay cầm vô lăng này chúng ta cũng chỉ là những cái đường tròn. Và chúng ta sẽ sử dụng lệnh lót để lót nó lại. Thì cái lệnh lót tôi đã giới thiệu ở cái bài trước rồi ha. Nếu các bạn nào chưa xem hoặc các bạn quên, các bạn có thể quay lại bài trước để xem. Và ở trong này cũng vậy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn nè. Tầm không tôi vẽ nó khoảng chừng 300. Control hết 4 để chúng ta xem đường tròn như thế nào ở chế độ 3D. Chúng ta nhấn Control C, Control V để double, để nhân đôi cái đường tròn này lên. Và chúng nâng nó lên 30 để tạo cái độ dày của cái tay cầm vòng tròn phía ngoài. Chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn đi qua 3 điểm. Bắt vào điểm End. Các bạn nhớ bật điểm End lên ha. Bật bắt điểm nè, All Snap, bắt điểm End lên. Đã bắt vào điểm End của đường tròn trên, điểm End của đường tròn dưới. Và chúng ta nhấn Shift để nó song song với trục X. Chúng ta vẽ theo cảm tính của mình một cái cung mà các bạn muốn. Để cắt cái đường tròn này ra và lấy cái cung nhỏ ngoài này thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Blip. Lệnh Blip để cho phép các bạn cắt một cái cover thành nhiều cái phần khác nhau. Cách hoạt động của lệnh Blip, chúng ta sẽ chọn lệnh Blip ở trên thanh tab 3, hoặc các bạn có thể gõ lệnh Blip ở trên lệnh command. Bằng chuột trái chúng ta chọn lệnh Blip, chọn đối tượng cần cắt và chọn dao. Nó sẽ sử dụng hai cái đường tròn lớn làm dao để cắt cái đường tròn nhỏ này thành hai phần. Ok, chúng ta sẽ được cái cung ngoài rồi. Cái cung trong chính là cái cung ngoài này chúng ta offset vào. Bài offset tôi cũng đã giới thiệu rồi ha. Sẽ offset nó vào khoảng chừng 20 đi. Cạnh dưới chúng ta cũng offset vào 20. Và cái cung trong này, cái cung tròn trong này, tôi sẽ lấy cái cung ngoài này làm nó luôn, làm cung tròn trong luôn. Thì chúng ta Ctrl C, Ctrl V để double nó lên. Xoay cái đối tượng này 180 độ. Và các bạn có thể nhập vào, chúng ta xoay theo cái chiều song song với mặt OXY này, 180. Chúng ta sẽ move nó, di chuyển nó bằng cách các bạn gõ lệnh move, hoặc các bạn chọn lệnh, chọn ở trên thanh tab 3 move, chọn điểm cần move và di chuyển vào. Từ cái đường tròn ngoài này chúng ta đã offset vào đây là 20, thì cái thằng này chúng ta cũng dịch chuyển nó vào trừ 20. Tại vì sao nó là trừ 20? Tại cái chiều của combo của chúng ta hướng theo chiều này là đang là dương, thì chúng ta phải trừ nó lại 20, đi về chiều ngược lại. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái cung tròn ôm theo hai cái đường tròn này. Thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh sweep tool, chặn trên và chặn dưới, được làm đường dẫn. Và chúng ta sẽ chọn cái cung cần chạy. Ok, lệnh sweep tool tôi cũng giới thiệu ở bài trước rồi ha, các bạn có thể xem lại. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh lop để tạm thẳng từ hai cover này. Nhưng mà xem, chúng ta đã tạo được cái tay cầm tròn ở phía ngoài rồi. Còn tròn trong thì cũng chính là cái đường tròn ngoài của chúng ta. Offset vào, offset vào khoảng chừng 20 đi. Phần dưới này chúng ta cũng offset vào 20. Thực sự khi mà vẽ cái này sẽ có nhiều cái lệnh khác vẽ nhanh hơn, tối ưu hơn. Nhưng mà tôi đang sử dụng bộ công cụ Circle để hướng dẫn cùng các bạn, nên tôi sẽ sử dụng những cái thao tác cơ bản nhất
để dựng lại cái mô hình vô lăng tàu thủy này. Từ hai cái đường tròn này chúng ta sẽ sử dụng lịnh lót để tạo độ dày của nó. Để tạo mặt phẳng của cái đối tượng này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là ở đây Surface Form Planar Cover. Nó sẽ cho phép các bạn tạo một cái bề mặt từ những cái cover đồng phẳng. Này chúng ta chọn cover thì nó sẽ tạo một cái mặt cho các bạn nè. Đây là để nó ra. Chúng ta đã có một cái vòng tròn ngoài của vô lăng nè, cái trục trong của cái vô lăng. Bây giờ chúng ta sẽ nối lại hai thằng này lại với nhau bằng những cái tay cầm. Để vẽ tay cầm thì chúng ta cũng chỉ vẽ những cái đường tròn mà thôi. Rồi vẽ circle. Đường circle này nó đang song song với mặt OXY. Bây giờ tôi muốn dựng lên thì một là chúng ta sẽ thoát lệnh, chúng ta chọn lại circle, chọn vertical. Rồi các bạn nhấn shift để nó sẽ song song với trục X hoặc là song song với trục Y. Hoặc các bạn có thể chọn circle, các bạn chọn điểm cần vẽ, các bạn chọn orientation, nó sẽ dựng vuông góc với cái trục mà các bạn vẽ. Thì tôi muốn vuông góc với cái trục này thì nó sẽ vẽ một cái đường tròn vuông góc với cái trục mình vẽ trước đó. Dòng 10 à. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đối tượng nè, nhấn phím Enter Left và chọn Combo để chúng ta nhấn, chúng ta double đối tượng lên, nhỏ lại một xíu, tiếp tục copy nó ra. Cái này các bạn vẽ bằng cảm giác ha. Này chỉ là dựng lại chơi thôi nên nó sẽ không có thông số tiêu chuẩn. Nếu các bạn có bảng thông số tiêu chuẩn thì các bạn có thể dựng theo bảng thông số của các bạn. Rồi để nó gắn vào cái đối tượng tay cầm vòng tròn này của chúng ta thì chúng ta sẽ di chuyển cái circle này vô sâu ở trong đối tượng. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng lệnh quét hết đối tượng và sử dụng lệnh lót. Như vậy chúng ta đã vẽ được cái cánh tay phía ngoài. Bây giờ chúng ta còn cái đầu này cần bịt lại thì chúng ta cũng sử dụng circle đi qua 3 điểm. Tại vì sao sử dụng circle đi qua 3 điểm thì nó cũng giống như cái đường tròn trong ha. Tôi không muốn nó ăn quá dày thì tôi sử dụng circle đi qua 3 điểm và tôi cũng bịt nó. Chọn công cụ bịt, chọn dao bịt. Bên cạnh đó bạn cũng có thể clip bằng bon, cách là chọn đối tượng cần cắt, chọn clip, chọn bon và tôi cắt tại một nửa này. Để tôi sử dụng lệnh sweep đôi chạy tròn, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng lệnh revolve để tạo cái đối tượng này. Okay, chúng ta đã tạo xong cái phần tay cầm phía ngoài. Giờ các bạn đã tạo xong cái phần tay cầm phía ngoài. Chúng ta chọn hai đối tượng và rút lại để tạo thành một nhóm. Để vẽ cái tay đòn phía trong thì chúng ta cũng vẽ tương tự bằng circle, chọn điểm mid, orientation, chọn trục và chúng ta cũng vẽ. Ta copy nó ra, scale nó lại bằng cách các bạn chọn đối tượng này, chọn cái hình vuông ở trên combo. Cái bài này tôi đã hướng dẫn trong cái bài combo rồi ha. Mình cho ăn sâu vào cái đối tượng ở phía trong để nó khuất đi, quét hết tất cả các đối tượng và sử dụng dot. Chúng ta đã tạo được phần tay cầm và tay đòn. Bây giờ các bạn xem tất cả những cái đối tượng này là những cái đối tượng xoay quanh một cái tâm. Thì để xoay quanh, tạo một cái đối tượng xoay quanh tâm thì chúng ta sử dụng công cụ Polaroid.
Polaroid sẽ cho phép các bạn copy đối tượng xoay quanh một cái tâm theo một cái góc độ mà các bạn mong muốn. Để xoay quanh tâm thì chúng ta sẽ tạo tâm của đối tượng bằng cách bật center lên, mình sẽ tạo một cái điểm bon bắt theo center của đối tượng này. Đây chính là tâm của vô lăng của chúng ta, nên chúng ta sẽ tạo cái tâm theo cái đường tròn này luôn. Và chúng ta sẽ chọn Polaroid, chọn điểm cần xoay nè, điểm tâm nè. Số lượng của đối tượng của mình cần xoay là 8 đối tượng. Và nếu mà các bạn xoay nhiều hơn thì các bạn sẽ nhập nhiều hơn, 10 hoặc là bao nhiêu đó thì các bạn tự nhập 10 đi ha, nó khác bên này xíu. Ok. Góc các bạn cần xoay, nếu các bạn cần xoay tròn thì mình để 360 độ không? Nếu các bạn cần xoay tròn thì mình để là 360 độ. Còn không thì các bạn chọn điểm bắt đầu cần xoay, điểm kết thúc. Ở đây tôi xoay 180 độ thì nó sẽ xoay cho các bạn 180 độ. Cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc này nó sẽ lấy một cái thông số góc của các bạn ha, chứ nó không quy định là nó sẽ xoay từ đâu. Từ cái khẩu độ cùng với số đối tượng của mình, nó sẽ chia ra cái góc mà nó xoay. Nếu bạn cảm thấy chưa ok thì các bạn nhấn Escape để thoát nè. Chúng ta sẽ xoay lại. Chúng ta chọn Polaroid nè. Chọn tâm. Chúng ta cần xoay 10. Và chúng ta xoay 360 độ, các bạn có thể nhập số góc vào luôn. Enter. Như vậy các bạn đã vẽ xong cái phần vô lăng của tàu thủy. Ở bên này chúng ta sẽ có 10 cánh tay, và bên này chúng ta có 8 cánh tay. Bài của ngày hôm nay vẽ vô lăng tàu thủy với bộ công cụ Circle đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu cảm thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh giúp tôi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn video sau. Tôi là Việt Rhino.